Con có biết bây giờ muộn lắm rồi không? Sao giờ này con mới về? Dạ, trên đường về con thấy cảnh đẹp quá nên dừng lại ngắm mà. Không nghe lời mẹ dặn, rồi con lại giống cô bé. Ngày xưa, có một cô bé thường hay quàng chiếc khăn màu đỏ. Vì vậy, mọi người gọi cô là cô bé quàng khăn đỏ. Một hôm, mẹ cô bảo cô mang bánh sang biếu bà ngoại. Trước khi đi, mẹ cô dặn: "Con đi thì đi đường thẳng, đừng đi đường vòng qua rừng mà chó sói ăn thịt con đấy." Trên đường đi, cô thấy đường vòng qua rừng có nhiều hoa, nhiều bướm. Không nghe lời mẹ dặn, cô tung tăng đi theo đường đó. Đi được một quãng thì gặp sóc. Sóc nhắc: "Cô bé quàng khăn đỏ ơi, lúc nãy tôi nghe mẹ cô dặn đi đường thẳng, đừng đi đường vòng cơ mà. Sao cô lại đi đường này?" Cô bé không trả lời sóc. Cô cứ đi theo đường vòng qua rừng. Vừa đi, cô vừa hái hoa, bắt bướm. Vào đến cửa rừng thì cô gặp chó sói. "Này, cô bé đi đâu thế?" Nghe chó sói hỏi, cô bé quàng khăn đỏ sợ lắm, nhưng cũng đành bạo dạn trả lời: "Tôi đi sang nhà bà ngoại tôi." "À, thì ra nó lại còn có bà ngoại nữa. Thế thì mình phải ăn thịt cả hai bà cháu." Nghĩ vậy nên chó sói lại hỏi: "Nhà bà ngoại cô ở đâu?" "Ở bên kia khu rừng, cái nhà có ông khói đấy, cứ đẩy cửa là vào được ngay." Nghe xong, chó sói bỏ cô bé quàng khăn đỏ ở đấy, rồi chạy một mạch đến nhà bà ngoại cô bé. Nó đẩy cửa vào, vồ lấy bà cụ, rồi nuốt chửng ngay vào bụng. Xong xuôi, nó lên giường nằm đắp chăn, giả là bà ngoại ốm. Lúc cô bé quàng khăn đỏ đến, cô thấy chó sói đắp chăn nằm trên giường. Cô tưởng bà ngoại bị ốm thật. Cô hỏi: "Bà ơi, bà ốm đã lâu chưa?" Sói không đáp, giả vờ rên hừ hừ: "Bà ơi, mẹ cho bảo mang bánh sang biếu bà." "Thế à, thế thì bà cảm ơn cháu và mẹ cháu. Cháu ngoan quá, cháu lại đây với bà." Cô bé quàng khăn đỏ chạy ngay đến cạnh giường. Nhưng cô ngạc nhiên, lùi lại hỏi: "Bà ơi, sao hôm nay tai bà dài thế?" "Tai bà dài để bà nghe cháu nói được rõ hơn." Chó sói đáp: "Thế còn mắt bà, sao hôm nay mắt bà to thế?" "Mắt bà to để bà nhìn cháu được rõ hơn." Chưa tin, cô bé quàng khăn đỏ lại hỏi: "Thế còn mồm bà, sao hôm nay mồm bà to thế?" "Mồm bà to để bà ăn thịt cháu đây." Sói nói xong liền nhảy ra khỏi giường, nuốt chửng em bé khăn đỏ đáng thương. Sói đã no nê lại nằm xuống giường ngủ ngáy o o. May sao lúc đó bác thợ săn đi ngang thấy thế, bác giơ súng lên định bắn. Nhưng bác chợt nghĩ ra là chắc sói đã ăn thịt bà lão, và tuy vậy vẫn còn có cơ hội để cứu bà. Bác nghĩ không nên bắn mà nên lấy kéo rạch bụng con sói đang ngủ ra. Vừa rạch được vài mũi thì thấy chiếc khăn quàng đỏ chói. Rạch được vài mũi nữa thì cô bé nhảy ra kêu: "Trời ơi, cháu sợ quá, trong bụng sói tối đen như mực." Bà lão cũng còn sống chui ra, thở hổn hển. Từ dạo ấy, cô bé quàng khăn đỏ không bao giờ dám làm sai lời mẹ dặn. Thật may là có bác thợ săn đã kịp cứu cô bé. Mẹ ơi, con hứa lần sau sẽ đi đến nơi, về đến chốn ạ.